Chào các em. Sau đây cô sẽ cùng các em giải bài 4 sách giáo Khoa Vật Lý lớp 10 trong 110 đề bài như sau. Hãy chỉ rõ dạng cân bằng của trường hợp a, nghệ sĩ siếc đang đứng trên dây hình 20.7. B là cái bút chì được cắm vào con dao nhíp hình 20.8. C là quả cầu đồng chất trên một mặt có dạng như hình 20.9. Vậy chúng ta sẽ lần lượt trả lời như sau. Trường hợp a nghệ sĩ siếc đang đứng trên dây. Cái trường hợp đang đứng trên dây này thì cái nghệ trị xiếc này rất, rất dễ bị đổ tức là bị ngã xuống nếu như anh ta bị lệch khỏi vị trí cân bằng. Đúng không nào? Vậy có nghĩa là khi đã lệch khỏi vị trí cân bằng thì rất là khó hoặc là chính xác là không thể quay về được vị trí cân bằng đấy. Vậy đây chính là cân bằng không bền. Tương tự như vậy trường hợp B. Đây cái bút chì nó đã cắm vào con dao nhíp. Vì nó cắm vào con dao nhíp nên khi tay chúng ta đung đưa để lệch làm cho nó lệch khỏi vị trí cân bằng thì nó vẫn quay về cái vị trí cân bằng ban đầu, đúng không nào? Đây chính là cân bằng bền. Cuối cùng là trường hợp C, chúng ta có ba quả cầu ở ba vị trí khác nhau. Cô gọi đây là quả cầu bên trái. Thì khi mà quả cầu bên trái này được ta đưa nó tới một cái vị trí khác, vị trí bên cạnh chẳng hạn. Thì các em tưởng tượng vì đây là một cái mặt phẳng, đúng không nào? Thì khi ta đặt nó, di chuyển nó sang một cái vị trí khác thì nó vẫn nằm yên tại vị trí đấy tức đó chính là vị trí cân bằng mới đúng không nào Vậy đây chính là cân bằng phiếm định trường hợp quả cầu ở giữa hay là quả cầu trên cao đấy chúng ta sẽ thử bằng cách là tưởng tượng ta đẩy nó ra khỏi cái vị trí cân bằng một chút thôi thì quả cầu này sẽ có xu hướng là lan đi nó không thể nằm tại cái vị trí cân bằng cũ được nữa vậy đây là cân bằng không bền trường hợp cuối cùng cô gọi là quả cầu bên phải em thấy rằng là cái phần này nó đang ở dạng là lõm lõm xuống đúng không nào đấy thì vì nó có dạng lõm xuống như thế này nên khi chúng ta di chuyển quả cầu sang một cái vị trí khác ví dụ là vị trí cô giáo đang chỉ ở đây đấy chúng ta đặt nó lên đây và thả tay thì quả cầu này nó lại có xu hướng chạy trở về cái vị trí lõm ban đầu của nó tức là vị trí cân bằng ban đầu đây chính là cân bằng bền các em hiểu không nào vậy ta trả lời như sau như vậy ta chốt lại các em Trường hợp A nghệ sĩ siếc Này là cân bằng không bền đúng không nào? B là cân bằng bền Trường hợp C ta có 3 vị trí Quả cầu bên trái là cân bằng phiếm định Quả cầu trên cao là cân bằng không bền Và quả cầu bên phải là cân bằng bền Ta trả lời lần lượt Trường hợp A Nghệ sĩ siếc đang đứng trên dây nghệ sĩ siếc đang đứng trên dây trường hợp này là cân bằng không bền cân bằng không bền trường hợp thứ hai là cái bút chì được cắm vào con dao nhíp thì đây là trường hợp cân bằng bền còn với trường hợp ba quả cầu ta xét quả cầu bên trái thì là cân bằng phiếm định quả cầu ở trên cao là cân bằng không bền, chất dễ bị thay đổi vị trí cân bằng. Nào, quả cầu bên phải là cân bằng bền, luôn có xu hướng trở về vị trí cân bằng ban đầu. Đấy. Vậy đến đây ta đã trả lời xong bài 4